Thắng cho trong sáng thế ký buổi sáng ngày hôm nay, chương 33. Con xin Chúa Ngài, chúng con xin dâng những cái việc này lên. Xin Chúa Ngài soi dẫn cho và xin ý Cha Ngài được nên. Chúng con cầu nguyện, Chúa xin ý muốn sự thương xót rất lớn của Ngài được nên. Là điều mà như Chúa đã niêm phong trên trời như thế nào, xin nó xảy ra ở dưới đất này. Mà điều Chúa đã niêm phong thì không ai có thể xóa được. Chúa Ngài thương xót trong ý muốn, trong sự nhân từ của Ngài. Cảm ơn Chúa, trong danh Jesus Christ, Amen. Câu 1. Gia-cốp nhướng mắt lên, nhìn kìa, Ê-sau dẫn 400 người đi đến. Người bèn chia các con cho Lê-a, Ra-chên và cho hai tiên đòi. Sắp hai tiên đòi và hai con và con cái họ ở trước, kế đến Lê-a và con cái nàng. Ra-chên cùng Joseph ở sau chót. Thấy Ê-sau có một đoàn rình ràng đi đón em mình. Còn Gia-cốp thì chuẩn bị cẩn thận. Những công việc chuẩn bị này nó không nhất thiết phải mang tính xác thịt, nhưng khi được Chúa thánh hóa nó sẽ trở thành cái điểm tốt. Đó là đức tin thì cần chuẩn bị, không phải là lo quá rồi. Gia-cốp làm những cái việc nó cẩn thận như thế này. Thường thì Chúa hướng dẫn chúng ta làm những điều rất thực tế khi chúng ta nhận được tín hiệu từ Ngài, nhưng vị trí của gia đình cho thấy Gia-cốp không có ngại thể hiện sự thiên vị của mình đối với Rebecca và Joseph, đó là đi sau cùng. Anh ta đặt những người hầu gái và con cái của họ lên trước. Ít nhất là Lê-a cũng được bảo vệ nhiều hơn hai người hầu gái, Bila và Sinh-ba. Câu 3. Còn người thì đi trước họ và sấp mình xuống đất 7 lần cho đến khi tới gần anh mình. 7 lần, nhưng mà chắc là trong cái tầm nhìn ấy. Khi mà Ê-sau thấy rồi, thì lúc đấy ông mới bắt đầu sấp mình 7 lần cho đến khi tới. Để muốn nói lên cái sự quy phục của mình. Còn Gia-cốp ấy, thì đi trước họ. Điều tuyệt vời nhất của Gia-cốp là sau khi được Đức Chúa Trời đánh hạ hay là bị Đức Chúa Trời đánh hạ, ông dẫn đầu đoàn rước, đoàn tùy tùng đến gặp Ê-sau. Gia-cốp đã gửi quà và cho thấy anh không có muốn lấy bất kỳ thứ vật gì từ Ê-sau. Nhưng bằng cách sấp mình, cúi xuống ấy, thì Gia-cốp cho thấy anh ta phục tùng anh trai mình và không muốn có quyền lực tranh giành nào đối với anh. Tất nhiên nếu Gia-cốp không tự mình nắm lấy mọi thứ 20 năm trước thì điều này sẽ không cần thiết. Lời hứa của Isaac với Gia-cốp rằng muôn dân phải phục trước mặt con, các nước phải quỳ lạy trước mặt con. Hãy được quyền chủ các anh em, các con trai của mẹ con phải quỳ lạy trước mặt con. Sáng thế ký chương 27 câu 29. Và những lời này nó sẽ phải được ứng nghiệm. Chúng ta thường làm mọi thứ rối tung lên khi cố gắng giúp Chúa bằng xác thịt. Đức Chúa Trời không bao giờ cần chúng ta phạm tội để giúp Ngài tiếp tục kế hoạch của Ngài trong cuộc đời chúng ta. Mà Gia-cốp thì làm đấy. Gia-cốp đã phạm tội để giúp Chúa. Và đó chính là cái điều mà sứ đồ Phao-lô nói. Có nhiều người nói rằng là chúng ta làm điều dữ để cho điều lành đến. Và Chúa nói sự phán xét người đó, những người đó là công bình. Nhưng mà thì cái khuynh hướng chúng ta cũng thường hay mắc giống như Gia-cốp. Chúng ta giúp Chúa, chúng ta phạm tội để làm ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng lời tiên tri này đâu có ứng nghiệm ngay lập tức đâu. Mà trong trường hợp này nó còn lật ngược lại thế cờ, ngược với lại cái điều mà chúng ta thấy không phải Isaac quỳ mà là Gia-cốp sấp mình. Đó là gieo gì thì gặt đó, gieo gì thì gặt đấy. Gia-cốp gieo trong xác thịt. Và qua đây ấy, chúng ta lọc được để hiểu rõ được rằng cái việc mà Gia-cốp lật lọng như vậy ấy, là chúng ta đừng bắt chước theo. Bởi vì nó cũng sẽ gặt lại thôi. Không gì giấu mà không bị lộ ra, không gì kín mà về sau sẽ không biết. Đấy là bởi vì bản chất của Chúa là ánh sáng. Nhưng Ê-sau chạy đến trước mặt người ôm choàng cổ mà hôn. Câu 4. Rồi hai anh em đều khóc. Đoạn Ê-sau nhướng mắt lên, thấy mấy người đàn bà và con cái thì hỏi rằng, các người mà em có là đó là ai? Đáp rằng ấy là con cái mà Đức Chúa Trời đã cho kẻ tôi tớ anh. Hai tên đòi và con cái họ lại gần người sấp mình xuống. Lê-a và các con cái nàng cũng lại gần sấp mình xuống. Đoạn Ra-chên và Joseph lại gần và sấp mình xuống. Ê-sau nồng nhiệt chào hỏi Gia-cốp và gia đình của Gia-cốp. Điều này có lẽ khiến Gia-cốp kinh ngạc đến mức kinh hãi. Chắc chắn anh đã nghĩ cuộc đời mình sẽ sớm kết thúc. Thay vào đó, Đức Chúa Trời đang làm việc ở Ê-sau và Ngài chỉ muốn ban phước cho Gia-cốp. Ê-sau và Gia-cốp không cảm thấy cần phải giải quyết quá khứ vì Đức Chúa Trời đã làm việc trong cả hai trái tim của họ và không cần phải bới tung lên tất cả một lần nữa. Bởi vì những gì đã qua thì nó đã là quá khứ. Câu 8 đến câu 11. Ê-sau hỏi, toán quân anh đã gặp đi trước đó em tính làm chi? Đáp rằng, ấy để nhờ được ơn trước mặt Chúa tôi. Ê-sau nói, hỡi em, anh đã được đủ rồi. Vậy, hãy lấy lại vật chi của em đi. Thưa rằng, xin anh không. Nếu em được ơn trước mặt anh,
hãy nhận lễ vật bởi tay em làm ra đi. Vì em thấy được mặt anh khác nào người ta thấy được mặt Đức Chúa Trời. Và anh đã đẹp lòng tiếp rước em. Xin anh hãy nhận lấy lễ vật em đã dâng cho anh. Vì Đức Chúa Trời cho em đầy dẫy ân huệ và em có đủ hết. Người này xin Ê-sau quá đến đội phải chịu nhậm lấy. Và Ê-sau đã nhận quà tặng của Gia-cốp. Điều này đối với sự hòa giải cũng quan trọng như việc Gia-cốp tặng quà vậy. Khi Gia-cốp tặng những món quà hào phóng, thì đó là cách ông nói với Ê-sau rằng ấy, là mình xin lỗi. Còn khi Ê-sau nhận món quà đó, thì ông chấp nhận Gia-cốp và nói rằng Gia-cốp đã được tha. Trong cái nền văn hóa thời đó, thì bạn không bao giờ nhận một món quà từ kẻ thù, chỉ nhận từ một người bạn mà thôi. Như vậy thì nhận món quà tặng đó là chấp nhận là đã được đặt trên tình bạn. Cả Ê-sau và Gia-cốp đều có một lời chứng phước lành. Anh thì nói rằng hỡi em, anh đã được đủ rồi. Anh đã được đủ rồi và Ê-sau thấy thỏa lòng. Còn em ấy thì nói rằng thưa anh, thưa rằng xin anh không. Sự tin kính và thỏa lòng đó là một nguồn lợi lớn. 1 Thi-mô-thê chương 6 câu 6. Và cũng quyết định là muốn Gia-cốp là dâng tất cả những cái này, những cái điều mà ông đã đưa ra. Chúng ta liên hệ trong thời đó về cái sự thờ phượng khi điều răn của Chúa chưa đến, cho nên cái việc mà Gia-cốp nói về việc thấy anh giống như thấy được mặt Đức Chúa Trời, rồi sốc mình xuống trước ấy. Bởi vì cái trong điều răn của Chúa, 10 điều răn thì đầu tiên Chúa nói là ngươi đừng sốc mình trước thần nào khác. Nhưng nên nhớ là phải đến 400 năm sau. 400 năm sau thì khi điều răn, hơn 400 năm sau thì điều răn này mới được đưa ra, mới được Chúa truyền ra. Cho nên chúng ta đừng ngạc nhiên việc Gia-cốp làm như thế này. Lại nói rằng anh, nhìn được anh giống như nhìn trước mặt Đức Chúa Trời. Thì rõ ràng câu này là sai rồi đúng không ạ? Và cũng vì thế cho nên có một người, nghĩa có một nghiên cứu họ tính toán ấy, cái số lượng này ấy, thì đúng là 1/10. Đúng trong cái các cái bầy này là đúng 1/10 của Gia-cốp. Nhưng mà đây là một cái đề tài khác. Câu 12, Ê-sau nói, hè, ta hãy lên đường, anh sẽ đi trước em. Gia-cốp đáp, Chúa biết rằng các đứa trẻ yếu lắm, và em lại mắc coi chừng chiên và bò cái đường có con bú. Nếu ép đi mau, chỉ trong một ngày, chắc cả bầy phải chết hết. Xin Chúa, hãy đi trước kẻ tôi tới Chúa, còn tôi sẽ đi tới chậm chậm, theo bước một của súc vật, đi trước và của các trẻ, cho đến chừng nào tới nhà Chúa tại Seir. Ê-sau nói, vậy anh xin để lại cùng em một vài người tùy tùng của anh. Gia-cốp đáp rằng, chi vậy, miễn em được nhờ ơn trước mặt Chúa thôi. Nội ngày đó, Ê-sau bắt đường trở về Seir. Gia-cốp đi đến Sukkot, bèn cất một nhà cho mình ở và mấy cái lều cho súc vật. Cho nên họ đặt tên chốn này là Sukkot. Gia-cốp hai người cùng với Ê-sau chia tay. Gia-cốp rất vui khi được làm hòa với anh trai mình, nhưng không muốn quá gần gũi với ông anh. Bởi vì anh vẫn sợ Ê-sau. Gia-cốp đi ngược lên hướng bắc đến Sukkot chứ không phải đi về phía nam. Thật không may là Gia-cốp vẫn hành động như chính con người của Gia-cốp. Bởi vì anh ta nói rằng, xin Chúa hãy đi trước kẻ tôi tới Chúa, còn tôi sẽ đi tới chậm chậm theo bước một của súc vật đi trước cho các trẻ, cho đến chừng nào tới nhà Chúa tại Seira, đó là đi về hướng nam. Thay vào đó thì ông để cho Ê-sau đi xa hơn mình vài ngày và sau đó ông đi ngược về phía bắc đến Sukkot. Nghĩa là Gia-cốp không có nói thật với anh mình. Thật khó để cố gắng trở thành vừa Gia-cốp lại vừa Israel cùng một lúc. Chúng ta có thể gọi nhào hai người, hai nhân cách này lại, một là thành gọi là Gia-cốp Israel là thành Gia-ki-ên. Một cách nói lái về cái tên này, hai cái tên này hợp. Nó chỉ có hoặc cái này hoặc cái kia thôi. Sự thật ấy là Chúa Giê-xu đến ban thập tự giá cho chúng ta ấy, ban công việc của thập tự giá cho chúng ta. Chúa Giê-xu đến ban công việc của thập tự giá cho chúng ta, mà Ngài làm trên thập tự giá để cho chúng ta không còn phải đi trẹo chân như Gia-cốp nữa, mà chúng ta chết hẳn con người cũ. Còn Gia-cốp ấy thì đi trẹo thôi, chỉ là đi trẹo thôi. Cho nên dân Israel không có ăn cái gân bắp vế. Câu 18 đến câu 20. Gia-cốp ở xứ Pha-đan Aram đến thành Si-kem thuộc về xứ Ca-na-an, được bình an. Người đóng trại trước thành, bèn mua miếng đất chỗ người đóng trại giá 100 miếng bạc của con Hê-mô và cha Di-kem. Nơi đó người lập một bàn thờ đặt tên là En-en-ô-hê-Israel. Gia-cốp đến Si-kem. Gia-cốp đã đến đất hứa, định cư ở đó. Đó là một thành phố, cất nhà mà. Ở đây nói bắt đầu cất nhà, đời Abraham chưa. Nhưng anh ta vẫn bị hụt hững vì có vẻ như Đức Chúa Trời đã hướng dẫn anh trở lại biết tên, chứ không phải là đến Du-cốt. Là vì Ê-sau vì ông anh ấy mới đến Du-cốt thôi, Su-cốt. Sáng thế kỷ 31 câu 13 thì đây là Chúa nói này. Ta đây là Đức Chúa Trời của Bê-tên, tức là
nơi ngươi đã thoa dầu đầu cây trụ và đã khấn vái ta. Bây giờ hãy đứng dậy ra khỏi xứ này và trở về xứ của bà con ngươi. Đó là cái điều mà Chúa nói trong đó. Nhưng ông đến Sukkot. Chúng ta để ý ở đây, Sukkot có cái tính này ấy, cho nên nó rất giống với chúng ta, là cái điều mà nó còn chưa được nên thánh. Ông đến đây, nó không đúng ý của Chúa rồi. Mua miếng đất, đóng trại. Rồi sao nữa? Lập một bàn thờ và đặt tên En Ohe Israel. Có nghĩa là Đức Chúa Trời là Chúa của Israel. Đặt cái tên là tại Sukkot. Dầu đặt cho cái tên hay, dầu lập bàn thờ, nhưng mà chưa đúng ở trong ý muốn của Chúa. Và đây là do ý kiến của Jacob tự làm. Và cái chỗ này là chỗ mà Jacob lập thôi, chứ không phải là giống như Abraham nhé, là người gần với Chúa và lập những cái bàn thờ để thờ phượng Chúa, là do là trong cái chương trình, trong cái ý muốn của Chúa. Bài học đó là gì? Bài học ấy, đó là chúng ta đừng cố, bởi vì ở tại đây nó sẽ xảy ra nan đề. Chính Dina bị hiếp. Cái hậu quả nếu mà Jacob lập cái bàn thờ ở đây ấy, nếu mà đúng ấy thì Chúa sẽ bảo vệ chứ. Mà Chúa không có bảo vệ. Mà ở đây bắt đầu nó lộ ra cái sự thờ thần tượng ấy. Tại vì cái sự hãm hiếp ấy, đó là một cái hình phạt của sự thờ thần tượng, để cho thấy. Mà thần tượng đấy chính là cái con người của Jacob, đi theo cái ý riêng của mình. Qua đây chúng ta thấy cái sự mà đi trẹo chân ấy là nó chưa làm việc xong. Bởi vì về sau này Chúa vẫn nói là như Jacob. Rồi Chúa vẫn dắt, có những lúc thì chính Chúa nói qua các tiên tri ấy. Chúa lúc thì Ngài nói Jacob, lúc thì Ngài nói Israel. Qua đây chúng ta rõ hơn khi chúng ta cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob, chúng ta có thể rõ hơn, hiểu được tần tượng và thấu đáo hơn về sự nhân từ của Chúa. Bởi vì ba con người này không giống nhau, nhưng mà Đức Chúa Trời không thay đổi, mà Ngài lại yêu được Jacob. Mặc dầu ấy, Jacob lập cái bàn thờ ở tại đây, nhưng mà đối với Chúa thì Ngài muốn sự vâng lời Đức Chúa Trời trước tiên, không phải là sự hy sinh, không phải là của tế lễ. Và Jacob sẽ bị kết quả xấu, lãng phí thời gian, bởi vì anh ta đang ở một nơi mà anh ta không nên đến. Sau đó ấy, Chúa phải can thiệp. Họ đúng là tiền mất tật mang đấy. Nếu mà qua chương sau, ngày mai chúng ta học, mất 100 miếng bạc, giá đâu có phải là nhỏ đâu. Mua miếng đất rồi sau đấy là ra đi. Và đây là cái câu chuyện này, bài học cho chúng ta. Cái bài học như vậy thì gì? Đừng có gieo theo xác thịt, đừng gieo theo xác thịt, bởi vì Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ. Và đó là sự mà chúng ta càng đến gần Chúa thì chúng ta phải bỏ cái đi dẹo này. Hôm qua thì chúng ta hiểu đi dẹo trong cái nghĩa tích cực là bởi vì sự vật lộn đó. Chúng ta nói là đó là với thập tự giá. Nhưng nếu như thập tự giá thì như hôm qua với Jacob, sự so sánh đấy chỉ là làm quen với thập tự giá thôi. Bởi vì nhiều khi chúng ta mang thập tự giá, chúng ta nói cả trăm lần còn đóng đinh trên thập tự giá, nhưng thật có chết đâu. Chúng ta nói như vậy để lừa dối mình ấy, chết rồi đấy, đừng nói nữa, chết rồi đấy, đừng nói nữa. Nhưng thật ra đâu có chết, thật ra không chết. Nó phải cái gì đấy, nó buốt, phải gì đấy ấy, nó phải buốt, nó phải quặn vào ấy thì chúng ta mới thay đổi. Mình nhớ có những lần đi xe không phải một lần, mà thấy lạ nhá. Cái này mình thấy lạ, buồn ngủ lắm ấy. Buồn ngủ lắm ấy, và đi chuyện bên này chuyện bên kia, thấy Chúa thương xót và gìn giữ, vừa ngủ gật như vậy mà vừa cầu nguyện. Thế xong đùng một cái, xoẹt một cái là suýt nữa thì đâm vào xe khác, gạt vào xe khác. Thế là lúc đấy tỉnh luôn cho đến khi về đến nhà. Cái đó cũng là một cái bài học. Có khi Chúa thương xót ấy thì Chúa cho xoẹt một cái, suýt một cái, hoặc là có thể bị một cái gì đó, hoặc là cái gì đó, thì để cho chúng ta nhớ. Và Kinh Thánh nói rằng Ngài yêu ai thì Ngài cho roi và cho vọt. Và trong trường hợp này, tiếng nói thì Jacob, con phải làm thế để bảo vệ. Jacob đâu nhất thiết đâu. Tại sao Jacob không cầu hỏi Chúa sau cái cuộc gặp gỡ này? Mà chương này đọng lại cho chúng ta ấy, là Jacob gọi gặp anh ấy, đó là gặp mặt của Đức Chúa Trời. Gặp anh ấy sau ấy. Thì rõ ràng đây là con người rất là Jacob rồi. Khi mà nói câu này, rõ ràng ấy, đó là khi mà sấp mình xuống trước anh. Thì đây là cái... Và nên nhớ đó là những cái điều mà để cho chúng ta thấy cái con người chúng ta sẽ lộ ra. Có Jacob ở trong chúng ta, có Jacob, và cũng có cái sự vật lộn, có cái sự vật lộn. Chúa dùng những cái hoàn cảnh để vật lộn. Sự thật là đây vẫn còn vật lộn tiếp tục, mặc dầu sau cái sự vật lộn đó Chúa ban phước, và Jacob vẫn chưa chịu thay đổi. Cũng thấy lạ từ Abraham. Và qua đây ấy, thì chúng ta thấy Chúa quan phòng và Chúa thương xót. Từ đó mà Chúa gây dựng nên một dân. Bởi vì nếu như mà Chúa không có để cho dân Israel ấy mà đi sang Ai Cập ấy, thì họ đã bị nhiễm của xứ Canaan nhiều lắm rồi. Bởi vì sau đó là các con, 12 con trai, thì chúng ta sẽ thấy một chuyện của 12 con trai của Jacob. Trong đó thì có Judah là cái người mà Chúa sẽ dùng để mà từ đấy cho dòng Messi ấy. Thì Judah ấy, thì lại
bị một cái, vì một cái sự không biết mà ngủ với vợ quá của con trai mình là tha ma đấy, bởi vì không biết. Và chúng ta sẽ lưu lại những cái đó, và chúng ta thấy Chúa, sự thương xót của Chúa mà Chúa đã chọn ấy, thì Chúa vẫn chọn. Giu-đa có tên trong gia phổ của Chúa Giêsu, rồi sau Giu-đa ấy là con của Giu-đa, là cái người mà sau cái sinh đôi đấy, trong tha ma thì sinh đôi, thì chúng ta sẽ không hiểu được bởi sự thương xót. Và đây ấy nó càng khó hơn, bởi vì đó là nước sâu, đó là chính con người của chúng ta. Và để cho chúng ta, mỗi người chúng ta tự thân, chúng ta cố gắng đi theo Chúa. Và kết luận ở đây bằng câu Chúa Giêsu phán rằng ấy, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Nên Chúa Ngài thương xót cho mỗi chúng con, cho chúng con được mang thập tự giá mà đi theo Ngài. Và trong câu chuyện của Gia-cốp này, chúng con không có đi dẹo, không có bị Ngài đánh chật một bên, mà là nhận biết và đi theo Chúa. Cảm ơn Chúa. Và trong sự giống như câu chuyện này, để thờ phượng, đây là một sự thờ phượng trong sự hướng dẫn của Chúa, chứ không phải là tự đặt ra sự thờ phượng. Chúng ta nhiều khi chúng ta cũng dễ mà đặt ra để mà sự thờ phượng, cầu nguyện. Nếu như lời công bố của chúng ta ấy, nếu như lời cầu nguyện của chúng ta ấy, cũng cần được sự nên thánh. Và đừng giống như là Gia-cốp đây ấy, mình làm trước đến sau để mà lập bàn thờ, rồi cầu khẩn danh Chúa, và còn lại đặt một cái tên khác nữa cơ. Đặt một cái tên mà trước đó ấy, thì trong sự khiêm nhường của Gia-cốp thì thấy mình học được. Nhưng mà còn đến đây lại đặt một cái tên là Chúa là Đức Chúa Trời của Israel. Sự thật là cái điểm mà vật lộn đấy ấy, là đáng lẽ phải đặt cái tên và lập bàn thờ ngay tại cái chỗ vật lộn đó. Nhưng mà còn ông đến Sukkot mà ông đặt tên ở đây. Thì như vậy, mình thường mình làm trước, sau đấy cầu nguyện Chúa xin Ngài ban phước cho. Mình không có cầu hỏi gì Chúa cả. Mình không cầu hỏi, không để thời gian. Mình quyết định ngay. Và sau đó mình làm. Mình đặt bàn, lập bàn thờ và mình lập bàn thờ rồi mình cầu khẩn danh Chúa. Mình kêu cầu lên với Chúa, đặt bao nhiêu lời công bố. Mặc dầu mình phạm tội đấy, mình vẫn cứ công bố. Mình không có sửa gì nhưng mà công bố được tha thứ. Nói lời đầu môi là xin Ngài tha tội cho con. Đọc cái lời đầu môi một răng 1 chương 1 câu 9, tha tội cho con. Không có sửa gì cả. Tại vì Chúa biết trong lòng ấy, sửa được hay không. Chúa biết trong lòng. Rồi sau đấy thì cầu nguyện, chúc phước. Và chúng ta thấy ở đây đó là cái bài học. Những chương sau ấy thì nó sẽ thấy cái sự mà không đáng phải xảy ra nếu đi trong sự hướng dẫn của Chúa. Chúng ta cầu nguyện nha. Cảm ơn Ngài cho lời này. Lời của Chúa như đót, như từ đấng chăn chiên, mà như đót vậy. Đót là đót bò, là cái roi đấy. Và như đinh đóng chặt. Vậy thì xin Chúa Ngài cho chúng con ngửa cổ, chúng con thêm hơn sự trông đợi Ngài, và lược bỏ đi những cái ý riêng của mình. Cảm ơn Ngài.